xin chào quý vị thân mến, hiện tại thì em cái đang ở chú của em Hờ. Sáng nay thì cái chú của em Hờ cũng sang nhà em sống, bảo em sống gọi điện cho em cái và là gọi em cái vào đây có chút chuyện này. Thì em cái cũng đã vào đây, đến cái chú con đường đi vào nhà thì chú Thín của em Hờ, chú Thín đầu chân nhá. Không biết là có chuyện gì thì cứ nhờ em sống đã gọi điện cho em cái thôi. Chỉ bảo là vào đây có chút việc đấy. Thì không biết là có công việc gì đấy, em cái sẽ đi vào bên trong nhá. Nhà chú Thín của em Hờ đang đây ạ. Ừ. Yeah, đi vào đi. Không biết là xe của chú Ra Vân ở đây, không biết là có ở nhà không? Đang ở nhà không? Ôi, chào anh. Đang ở nhà à? Nó chê rồi, ôi, điếu. Tổ xí tổ ấy. Vào à? Vừa đi đâu vậy? Đi bắt củ về. Vừa đi bắt củ về à? Thế đi lấy củ ở đâu về? Đi lấy sao? Xe mình đang để trên chiếc cửa này, đi lấy củ về. Thế lấy củ nhà mình tự đi chặt hay là đi tìm nữa à? Đi tìm à? Thế anh ạ, sáng nay cũng anh bảo em xuống gọi điện cho em phải không nhỉ? Phải. Hả? Dò. Gọi em vào đây là có chuyện gì? Sống phụ tình ở chợ tôi thì tàu ở bên nông thì tụ tu hay chỉ bộ lại rau nhiều đâu để mua gì là tôi có tôi nấu xe để mua gì là ý là gọi em vào đây là hỏi em Hờ phải không? Thì chú không biết à? Chị bao đâu? Chị bao rồi mua gì tàu ở bên nông thì chỉ bộ lại rau nhiều tuổi này. Đây ạ, em cái còn tưởng là chú gọi em cái vào đây có chút chuyện là chuyện gì. Hóa ra là chú bảo là hai hôm nay không thấy em Hờ cắt cỏ vào đây ạ. Thì muốn hỏi gọi em cái vào đây để biết xem là em Hờ đi đâu rồi. Thì thôi, u hải o ở yên tó xuống đi rồi, đừng đọc phế mù quá lửa nè. Đọc phế mù là tí thiệt. Thế là mình đoán thế mù mà, thế thì tó bao mà, thế thì cho xe đây. Ở đó thôi, chỉ bộ tôi chạy ở tó thế là. Tó bên nông chỉ bộ, phải rất nhiều quá lửa tôi này, tôi thì chỉ bộ mùa từ nồng rơi rồi, chỉ bao theo thì nhất là mùa từ rơi đoán thế mù mà thế liền. Chú ở không biết, chú ở là hai hôm nay rồi không thấy em Hờ cắt cỏ vào đấy, chú rất là lo. Chú cũng đi hỏi bà con ở khu xung quanh ấy, hàng xóm này cũng không thấy. Không tưởng là cháu Hờ đi đâu rồi, được hai hôm rồi thì mới gọi em cái vào đấy để hỏi biết sao nào em Hờ đi đâu. Đúng không ạ? Thì chắc là em Hờ lúc em Hờ đi ấy, thì chắc chú cũng không ở nhà thì không báo cho chú biết. Đúng không ạ? Anh ạ, hôm nay thì nhá, em vào thì nếu anh hỏi thế này thì em cho anh biết vì em Hờ ấy cũng đi cùng anh em mình rồi. Được hai hôm nay chắc là mai kia mới về nhá. Để cho anh yên tâm. Chú ở đón em một mà có bên nông thì bạn lo này. Rồi anh hỏi nửa hơn chỉ bao mà nửa mua từ mà dù hơn chỉ dù chỉ bỏ cá một thiêu từ liền. Thôi thì là chú cũng rất là thương em Hờ này, cũng rất là quan tâm hai em nữa. Đi đâu vắng một hai hôm cũng tìm liền tìm luôn ạ. Chú đã bảo là chú cũng đi tìm xung quanh hàng xóm này, những anh em người thân, tức là những bạn bè em Hờ hay chơi thì cũng bảo không thấy em Hờ. Thì hóa ra mới gọi em cái vào để hỏi để biết xem là em đi đâu ạ. Không phải ơi, nhớ lâu rồi nóng lý hoa sao thì chứ hú lâu chứ mua cái hấu lửa chỉ dọc chanh đó. Chỉ mua chỉ thế rồi, để tao phải nóng chỉ bỏ nữa, để nhớ trả tiền nữa, mình nhớ xuống mua, từ giờ chúng mua điện, chúng mua tí thế mà, chúng mua này sửa mà, chỉ bao thế à. Thế thì, có dù là dù có tin giảm mà dù thế, xếp một khoa tiền mà dù thế nóng, thế mà thế bao. Tôi thấy anh nửa trốn đây mùa mà, chỉ mua phải nóng thì mà lộ thế tao. Chú bảo là chú cũng rất là thương mà em Hờ ấy, vì đang không có bố mẹ nữa, sợ là em đi đâu thì không ai kiểu như không ai quan tâm ấy, thì chú mới tìm. Thì chú bảo là thôi cùng nếu mà đi cùng em anh em để biết tin ấy, để đi cùng anh em thì tốt rồi ạ. Hôm nay vì hôm đấy thì em Hờ cũng đi chắc không báo chú cũng chưa biết đấy, làm cho chú lo mà chú gọi em cái cũng bất ngờ vào đây. Hải đi tháo hồi tiểu lò thì mua hoa lử quá thì chơi hoa lử á chí thế nào rồi. Nóng có lý gì mà tư là... Tôi thấy thì chụp bộ này thì nóng thì phụ tử còn sống phụ tử tôi rõ thì tôi chỉ có nóng quá sẽ đón em mùa là trình đó. Đón em mùa mà tao bao mà thế thì cho xe gì. Giờ đấy bây giờ. Đúng không ạ, chú bảo là nếu mà đi cùng anh em mình đi thì ông yên tâm thôi rồi. Vì hôm đấy em Hờ cũng đi cùng anh em ấy đi thì trong chưa báo cho chú biết. Tình cờ cũng ở đây thế này. Để cho báo cho chú biết đây. Thế chú cứ yên tâm, bây giờ đi cùng anh em mình rồi, chắc là đi một hai hôm ấy thì em cũng sẽ về nhá. Để chú yên tâm
Nếu mà em hờ đi chắc chú không biết thì cái phần đồ đạc quần áo ở trên thì chắc chú không chưa biết phải không? Yes sir. Nhưng mà lên chơi cháy chơi trên này không biết về chơi thì chỉ bóc chỉ bóc hả? Cũng chỉ tờ bao hơn này. Ồ, chỉ bóc thế này cho tiền thì nhóc về chơi thế này rồi rồi chứ. Nhóc về chơi thì chỉ hái thì chỉ bóc thế chỉ tờ bao nên chỉ bỏ tôi lại ra nhiều thôi thế để chỉ bỏ hai lần tôi nhiều thế để cho mình nhiều tiền nên nên thế chỉ tờ này tờ bao nên bỏ thế là nó lại để lại chỉ bóc thế nhiều thế để thế mà còn trong hồ tại cái ao tôi thì chỉ nóng rồi thế. Mùi nó có tử đi nhờ hà li mà xin nên nó phép một lời cháu xót xa ai được xin giả của họ xót xa chả nhá rồi đó nên mùi mà xin mùi nó phép nóng để mà lo ờ giờ nhà họ có quá ổ chả xót xía thì mà ha quá thì hồi thì có tôi đi giờ mua hao lửa gì thì chỉ có thể thấy hao lửa á chi nữa mà sao để che hao lửa chỉ rồi chăng rồi giờ li xứ mà cũng hay thì xin giả nên nó phép một lời cháu xin ó có xót xa giờ những chỉ cho chỗ không giờ phép mà mua đồng chùa đấy nhá thế thì tiền thẻ em cái đi nha, nếu mà chú đã hỏi thế này thì chắc là chú cũng chưa biết, em hờ cũng không anh em mình đi đi ạ, đồ đạc quần áo của các cô bác gửi đến thì chú vẫn chưa đi xem trong hộ, lát nữa tiền thẻ em cái đến đây thì chú sẽ bảo là chú em mình sẽ lên đấy để dạ chú trong hộ em hờ một hai hôm em hờ về, thì quan trọng nhất là cái mình xem hộ ấy, quần áo đồ đạc ấy cũng đã lấy lên trên nhà đấy, nhưng mà mình phải thỉnh thoảng mình đi xem ấy, tối mình cũng đi xem, sợ là có người nào lấy này, có cái đồ đạc gì để lộn xộn quá ấy. Thôi thế nhất lì à nha, giờ thì báo lì cho chú cha rồi. Báo lì mà chú cha. Thôi à, thế bây giờ mấy hôm nay cái thím tức là vợ của anh chân cái đông đớn một tí chưa? Ít gì cả trẻ to, ít đồ ni, đó biết nông thì chỉ lò lên tiếng nha, khu rồng gì ấy nhở? Nên nhờ khu âm phong tới chỗ đấy khu gì? Chùa thì rồng mình chỉ đi mà, nên tiếng khu rồng mà. À, nên ý là phim mùa tàu kê, nên mùa tàu mình chỉ chi mùa chi tàu nó thế à? Nên mùa mắm mạ mùa mấy mấy à? Ừ, cho nên mà nên món này mà nên chi cái gì sơ sơ tàu đó, nên chỉ xuống mấy chi tàu chứ ta? Sơ tàu. Nên chỉ thôi xuống ấy thì bỏ rậu à? Nên chỉ nồng nồng à, thì tới con đê đó mua bắt chi xuống lỗ thì chùa thì rồng mình chỉ mà họ cho xịt tiền chỗ xe. Thế bảo là vợ anh vào xem một tí, là nếu mà chân nó đỡ một tí đi lại được thì anh có yên tâm mà đi làm kiểu như mình đi cắt cỏ này làm việc nó chê đó nữa còn đi đi à tiếp nhận được mua đồng chí đó là đi trong phòng mua cho chuối yên khôn mẹ xin chùa thì còn nếu mà phụ mình chỉ mà thích gì ấy khôn mẹ mà hết yên chùa nó đó biết được thành mà xin có quầy gì này à đây này vẫn đang bôn cái thuốc kiểu như lấy tí thuốc nam mình ít thì cho này chua đồng trong ngoài ấy ạ chua một can nó lấy rồi ít thì chua chung luôn đồng ngoài nó cũng mong là thông nó nhở đây à kiểu như đã đi tìm thuốc nam để coi như là sẽ bôn lên nhá, nhưng mà thỉnh thoảng cũng thế đang vẫn kiểu bảo là đỡ hẳn cũng chưa đã đỡ giờ đã khô dần rồi, xong cái phần da thì cứ nhìn lên cho tổng mà khô rất đủ chưa xin còn khô rồng tà mà thì mà giống đủ thế này. Lúc đầu thì chắc cũng bị nó bị kiểu như là nhiễm trùng ấy, xong nó thành kiểu dạng như là tự hỏa luôn đấy. Cô bác bây giờ cũng đã đỡ dần dần rồi. Lúc đầu thì chắc cũng rất là to, sau thay màn trên thì chia phít vòng thì thông lo lư hao tôi rồi. Xí chua này mới mà nó này mà mặc khúa ấy. Nhất định chia hôi cho con đê đều hôi rồi. Đều. Thế cái này mình chịu khó mình cứ lấy nước kiểu như là nước xô này các kiểu yên dùng mà như dùng tay số đây thì chỉ cần dùng thôi à rửa và thuốc này mình xong khử trùng rửa và thuốc này thuốc nước xô các kiểu thôi thế nhưng mà xin với em uống thì mà chú hát chỉ số cam mùa sân do tên phòng lừa thế chỉ một chỉ tàu nó đâu hết rồi thì một chỉ tàu rồi đúng rồi anh cũng bảo là vợ cũng ở nhà thôi đi lại ở nhà thôi bên ngoài không ra được kiểu như cái này sáng sớm mình đi vào nước lạnh mà dính nước lạnh vào thì nó lại tiếp tục kiểu như nhiễm trùng cái này cũng khá lâu ấy cái này cũng phải một hai tuần thì cũng không được phải đi lâu thế thì mình chỉ là chi cho lì bùa đó rồi thì chưa thì chưa 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 yếu khứ rồi đây một cái kiểu như cái này nó bị nhiễm trùng nhá lúc đầu có phải bị to đâu bé bé thôi mà kiểu thấp thấp ở trên này kia lái thì nhìn chưa trồng thì kho mé thì vòng tôi thấy rồi ờ thì chơi cò tiếp không nếu cò chơi bóng nữa nào lúc đầu bảo là đi cắt cỏ nó chỉ kiểu như cái gai giống dính cái gai một tí để nó chọc ra hở một tí thôi xong về mình chỉ kiểu như mình rửa nó không sạch ấy mới bị nhiễm trùng xong rồi bắt đầu thành tự hoại ấy chân nó cứ thối đi kiểu như thịt ra thịt ấy nhưng sự thật là để cho ngay để chơi đi vòng tua này chỉ phích một cùi chỉ phích lư à chơi lư cho nên mấy thì nếu ra vòng mà nếu chỉ vào nó lo này chỉ tí lúc post sao sẽ khẩu tiếp vào nó lo đấy. Giờ trời ấy thì cho này post sao này xíu mà này ha gì.
Đây, bây giờ thì không bôi thuốc, kiểu như là đi tìm thuốc nam về rồi. Thuốc kiểu như bê thuốc tay thì cũng không không dùng đấy nhá. Hôm trước thì em cái mua chắc không dùng hết nhỉ. Cho thông một chút là chơi là như mút bánh tà, mút xí tà à? Ồ, xí tà mà xí rồi cho xí hủ cho nên mà xí cho nên. Nếu mà mình thử cái thuốc này, kiểu như vừa cái thuốc này thì cũng dùng cái thuốc này thôi. Lấy cái thuốc này để sử dụng xem nào. Nghĩa sử dụng hủ khó chốt thì mới mút khó chốt là plan kia còn thế này. Còn theo khô sai còn khô sai. Thế bây giờ thì tức là vợ anh cũng bị đau chân ấy, thì bao nhiêu công việc ở trong nhà thì chắc một mình anh cũng làm hết thì nhỉ không? Một mình luôn. Cắt cỏ này kiểu như là đi lấy củ này. Lấy củ này, nấu cơm này. Nấu cơm nữa. Đúng rồi, vợ đang đau chân ấy thì cũng chỉ cái công việc nhẹ thôi, việc nặng thì cũng không làm được. Thì chắc là hai hôm nay cũng thấy em hờ vào thì chúng mình cũng không yên tâm ấy. Thì chúng mình gọi thì em cái vào đây để tiện thể vào đây cũng báo cho chú biết để chú cũng đỡ phải lo, bất lo nhiều cho em hờ. Vâng, nhỏ sao chỉ chỗ yên nông thì chỉ bỏ thế thì chỉ bỏ đó nông thì thì nông đấy hả? Nhỏ lý kế sĩ là do cái ti mà nhìn đi nhìn mê thì các trẻ chỉ mốt đấy mà là họ lửa lần đầu giáo họ lần đầu mà chỉ ôi trả thế mà anh chỉ là hay ít một bể hao chơi sủi cho ít tiền cho không bé chui đi trả họ pa rồi xuống đấy hả? Olim. Đi đi lên nhà em hờ ấy, nếu mà xem lại cái đồ chắc là hôm đấy em hờ đi cũng không dạng là chú không biết anh không biết đây thì tiện là vợ anh cũng đau chân ấy, chị đấy cũng đau chân thì thôi thì cứ mình cứ chồng hộ thế nhá. Tối thế mình đi lên nhà em hờ thôi nhá. Vợ em thấy chắc là tiện đến đây mình lên nhà em hờ để xem lại đồ đạc ấy ở bên trên đây như thế nào để bảo dạ chú sẽ chồng hộ ấy cái đồ của cô bác gửi đến. Anh ạ, hôm trước thì em cũng vào ấy, cùng em hờ này cũng làm giống rau ở đây, nhưng mà hôm đấy vào không, anh không ở nhà, có chị ở nhà thôi thì em hờ cũng xin bảo là thế làm rau ở đấy ấy. Làm đây xong thì lúc nào rau mọc ra thì cùng nhau ăn ấy. Vì em hờ bảo là không có đất ở gần đây, đất ở xa quá, bây giờ chỉ có cái chỗ này anh là tiện làm vừa rau mà cái rau của anh ấy cũng hỏng hết. Thì em hờ cũng làm đây, không biết là anh về vợ anh cũng có bảo anh biết chưa? Biết rồi. Biết à? Đó, thì mình cùng nhau để tưới nước, cùng nhau để chăm sóc, nếu mà lớn lên mình cùng nhau ăn nhá. Yeah, cái phần rau này hôm trước em phải lấy vào thì cùng em hờ em xử mình cũng gieo vào đây. Chỗ này thì mình có thể, nếu mà có tiền mình có thể mua cái lứa xanh ấy về quay hết một vòng ở đây nữa nhờ. Không có cái lứa đây để quay thì con gà nó hay vào đây bái ấy. Kiểu như gà ở đây bà con nó hay thả rông. Ủa yeah. Em hờ đi được hai hôm nay tức là đồ đạc thì đóng cửa hết. Đây lúc em đi thì chắc em cũng lấy cái cây này nó đẹp cái này. Đúng rồi, lúc em đi thì em chắc lấy cây này cũng đẹp đây nha. Anh không biết thì chắc mình vẫn chưa vào đây để xem đồ vào. Không. Hả? Không. Anh ơ dạ sợ rồi, anh chỉ tao bao rồi, anh chơi anh gặp một nữa. Sao chứ không nghĩ chỉ là tao tuổi ấy hả? Chỉ tao bao. Em hờ ấy, đi không biết là đi một hai hôm chắc cũng về thì mấy cái đồ này đấy, bát đúa này, nồi nia em cũng để đây thôi thì anh cứ tối thỉnh thoảng cũng để đi vào, cứ vào đây xem hộ tí nhá. Tức ở đây cũng gần nhà nhưng mà ban đêm ấy, thì mình cũng vào thỉnh thoảng mình dậy về cũng vào ngó ngác tí nhá. Vào trong hộ đây mình đi đồ đà bát đúa nồi ni số chào vấn đề đây thôi. Đây này, mình có để em đi trong này bát đúa đây. Chỗ này thì giường ngủ đang bên dưới này, chủ yếu là em đi thì cũng không biết là đi được đi cùng anh em mình đi rồi nhưng mà đi một hai hôm ấy chắc kiểu gì cũng sẽ về thôi. Vì em hợp bán nhà đi mà làm cho một cái điều rất là bất ngờ, làm cho chú cũng rất là lo lắng, hiểu không? Đi làm cho chú cũng không yên tâm, chú bảo là mất tích kiểu dạng như là đi đâu rồi hai hôm phải mất tích phải không? Phải. Thì chú đi đâu đi hay đôi ngày thì không biết. Không biết hả? Thôi nhá, hôm nay thì em cũng vào để bảo cho anh biết như thế đấy. Thì nếu mà em hờ cứ một hai hôm mới lên về ấy, thì tối lên đây xem hộ nhá. Xem hộ cái đồ cứ là nồi niêu xôi chảo này mình vẫn làm ở trong nhà chứ chị luôn lấy cái cây này đẹp thôi. Vì cái căn nhà xung quanh ấy, đây là chị dùng cái lấy cái cây tre ấy, kiểu như là đây này mộc mắt cái này mộc hết rồi, kiểu như đang đây này, cái này nó không phải ván, không có tấm ván nào đây này. Cái này nó hỏng hết. Chỗ này mà ví dụ mà có kệ trộn nó vào thì cũng rất là dễ dàng, nó có bác ạ, nó chỉ rút ra rút vào thì hoặc là
lấy con dao nó chặt bớt tí vào rất là nhanh luôn. Nhưng mà đây cũng có một hai nhà kiểu như là em cái cũng sẽ bảo là anh chú của em Hờ nó cũng sẽ để ý hộ ấy, để cho em Hờ lúc em Hờ đi cùng anh em đi về thì đồ đạc nó vẫn ở, nó không mất một cái đồ đạc gì, để cho em Hờ còn yên tâm nữa mà chú không yên tâm để chú phải đỡ lô ạ nhá. Thôi chắc là bây giờ thì anh có việc gì thì cứ đi làm thôi nhá. Thì em cũng dặn anh thế, em cũng có việc bận về nữa thì chắc là anh tối nay cũng về giúp chồng hộ nhá. Cho nên mà nhà cái chú không có người làm mà cho nên cháu đi đâu đi không có người cá cụ mà cho nên mà tú chú cá cụ mà tú mà chú về đây xem. À tức là đi cắt cỏ về xong tú mới về đây ngủ xem hả không? Vâng. À, ngủ trông thôi. Vâng. Ừ, thôi ạ. Chắc là em cái cũng vào đây để một cái điều rất là bất ngờ là từ lúc em sống cũng gọi điện ấy, chú cũng bảo là vào đây có chút chuyện ấy, lúc vào vừa hỏi cái câu đầu tiên em cái vừa bất ngờ này, em Hờ cũng đi cùng anh em mình rồi lại không làm cho chú không biết đây thì lại chú lại là rất là lo lắng, nhưng mà hóa ra chú biết thì thế chú cũng yên tâm rồi. Em cái cũng chuẩn bị về nhưng mà em cái còn quên không báo cho chú đấy biết đấy, vì cái em Sử còn đi cùng nữa cơ. Lúc nãy cũng bảo là em Hờ đi thôi nhưng mà chắc chú cứ tưởng là em Sử đang học ở trường ấy, thì em Sử vẫn đang ở đấy, thì chú cũng chưa hỏi đấy em Sử thì tiện thể em cái cũng đi và mình cũng báo lại cho chú biết đây để chú đỡ phải lo. Sợ nhất là cuối tuần ấy thì em Sử về một hai hôm thấy các cháu họ về thì không thấy em Sử về chú lại rất là lo lắng nên em cái lại bảo đây. Anh ơi anh ra đây. Lúc đấy thì em cũng quên, em không bảo cho anh biết đây vì em Sử cũng đi cùng ấy. Anh Sử đi cùng à? Sử em Hờ hai anh em đi cùng hết, cùng nhau cùng anh em đi. Để cho hai người yên tâm lúc nãy thì không bảo mà không báo, không biết. Sử mà không biết, Sử thì nó sợ Sử đi hầu nhưng mà không biết là Sử cùng hầu đi nhỉ. Chú chắc cũng tưởng anh cứ tưởng là Sử vẫn đang học ở trường phải không? Đúng rồi, lúc đấy em cũng định về rồi nhưng mà em nghĩ ra là thôi kiểu gì chắc là sự sợ mai kia các cháu về thì lại không thấy Sử thì lúc đó anh lại lo nữa, anh lại đi tìm ấy. Thì tiện thế em vẫn vào để báo cho anh biết nhá. Sử cũng cùng em Hờ này cùng cùng đi với anh em mình rồi. Thế anh cứ yên tâm nhá. Cháu Sử cộng Hào đi thì đi 2-3 ngày nhưng mà về được. Về thì cũng được phải không? Đấy ạ. Một cái điều mà cũng... chú biết mà chú không sợ. Chú biết thì chú sẽ yên tâm hơn nhiều phải không? Đấy ạ. Cô bác ạ. Tức là một người chú hay hai em đi đâu vì em Sử đang học trường ấy, lúc em đi thì chắc chú tưởng là em đấy đi học, đang học ở đấy thì lại không hỏi đến, nhưng mà lúc nãy chỉ hỏi đến em Hờ thôi. Còn em cái chỉ mới báo cho em Hờ là đi cùng anh em mình. Có em cái có định đi về, có quên không bảo là em Sử với em Hờ hai anh em đi hết để cho chú yên tâm. Thì anh cứ yên tâm nhá. Anh yên tâm xong thì tối nay đi trong hộ nhà đồ đạc hộ hai anh em đây nhá. Chắc chỉ sợ là anh cứ tưởng là mai kia em Sử về thì em Sử ra trong đồ nhưng mà em Sử đi cùng em Hờ rồi nhá. Thôi thế thì bây giờ em cũng xin phép về, anh có việc gì thì anh cứ đi làm việc nhá. Đấy ạ. Vì em cái lúc nãy cũng đành về rồi nhưng mà lúc mình chuẩn bị về mình mới nhớ ra em Sử cũng cùng đi để báo cho anh biết để anh yên tâm ạ. Cô bác ạ, bây giờ thì chú có anh có biệt việc để đi làm ấy, mà em cái có chút công việc bận thì chắc là bây giờ em cái xin phép dừng video tại đây ạ. Xin chào quý khán giả của công ty tiếp theo.